Xin chào các khán giả yêu quý của Ad Việt Nam. Một lần tình cờ lang thang trên mạng xã hội, Ad đã đọc được một bài viết vô cùng thú vị nói về xu hướng ăn và mặc từ cổ chí kim cho tới nay. Từ những năm tháng chiến tranh và thời kỳ bao cấp, thì ăn no mặc ấm là tiêu chí tối quan trọng của người dân Việt Nam. Vì ngày ấy còn đói nghèo, có nồi cơm độn ngô sắn ăn no, có cái áo len truyền nhau mặc ba đời là được rồi, không cần yêu cầu gì hơn. Tới khi nền kinh tế khá hơn một chút, thì từ ăn no mặc ấm đã được chuyển dịch sang ăn ngon mặc đẹp. Lúc này, yêu cầu về ăn và mặc đã được nâng cao hơn. Ăn là phải ăn ngon, mặc là phải mặc đẹp mới hợp thời. Và cho tới những năm tháng gần đây, xu hướng ăn kiêng mặc mốt đang thịnh hành trong khắp cộng đồng. Ăn kiêng ở đây ý chỉ xu hướng ăn uống lành mạnh nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Chính vì thế mà ăn chay nghiễm nhiên trở thành hot trend từ trong nước ra tới nước ngoài các bạn ạ. Do đó, trong video ngày hôm nay, em sẽ bật mí cho các bạn về kho tàng món chay Việt Nam được khám phá qua con mắt của du khách quốc tế nhé. Cuối năm 2018, trang WGSN Insider, cổng thông tin nổi tiếng trong lĩnh vực dự đoán các xu hướng trên thế giới, đã đưa ra dự đoán rằng từ năm 2019 trở đi, những món chay sẽ lên ngôi bởi người dân toàn thế giới đang ngày càng hướng đến lối ăn uống lành mạnh, thanh mát, giàu dưỡng chất và tốt cho sức khỏe. Với những tiêu chí đó, các món ăn có nguồn gốc từ thực vật sẽ là ưu tiên số 1. Qua những cuộc khảo sát với quy mô toàn thế giới, trang này đã khẳng định rằng ngày càng có nhiều người chuyển qua tiêu thụ nhiều thực phẩm chay hơn, dần dần bỏ thịt ra khỏi khẩu phần ăn của họ vì các lý do như sức khỏe hoặc nhân đạo. Nắm bắt xu hướng đó, McDonald's, ông lớn trong chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới, đã thêm vào thực đơn của mình những miếng thịt chay được làm từ đậu nành. Và đây là một cái hamburger với nhân thịt chay của họ. Nhìn cũng có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ? Ngay khi ra mắt phiên bản chay, hãng đồ ăn nhanh hàng đầu thế giới cũng nhận về nhiều phản hồi khác nhau của thực khách. Vì sao phải cố làm đồ chay giống thịt? Nếu vậy thì cứ ăn thịt cũng được. Đây sẽ là một ý tưởng hay ho cho những người mê thịt nhưng muốn ăn chay như tôi. Tôi đã chờ đợi phiên bản này từ lâu rồi, nhìn nó cũng ngon không kém gì nhân thịt. Tôi nhất định sẽ thử nó vào ngày mai. Tôi đã thử bánh mì chay Việt Nam trong một chuyến du lịch của mình cách đây khá lâu rồi. Nếu bánh mì chay của các bạn làm theo kiểu Việt Nam thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Tới đây thì Ad giật mình nhận ra, chẳng phải chờ tới năm 2019 các món chay mới trở thành xu hướng được thế giới đón nhận. Mà ở Việt Nam, xu hướng ăn chay đã thịnh hành từ rất lâu rồi. Thậm chí, nó còn phát triển rất mạnh từ trước cả dự báo của Insider và phiên bản hamburger chay của McDonald's. Nếu như ở nước ngoài, người ta mới chỉ chập chững tạo hình các khối đậu phụ như hamburger, xúc xích, thì ở Việt Nam, ta đã có muôn hình vạn trạng các món ăn chay vừa ngon, vừa đẹp, lại trông không khác gì các món thịt cá bình thường. Khi người nước ngoài chỉ mới chớm làm những món thịt chay bằng cách nghiền các loại đậu và rau, rồi làm thành những miếng thịt nghiền đơn giản, thì người Việt đã từ rất lâu về trước có thể làm các món chay y như thật. Vì thế mà khi đến Việt Nam, bên cạnh việc thưởng thức những món ăn có tên tuổi trên bản đồ ẩm thực thế giới, thì du khách không thể bỏ qua một thiên đường những món chay cũng đặc sắc không kém. Những du khách nước ngoài vốn đã yêu mến đất nước, con người Việt Nam, nay biết đến ẩm thực chay thì lại càng thích thú, tò mò, muốn nếm thử. Với họ, việc tìm đến với những món chay Việt Nam không chỉ bởi đồ ăn ngon mà còn là cội nguồn của cả một dân tộc có bề dày truyền thống Phật giáo. Chị Michen, một du khách Mỹ chia sẻ, tôi ăn chay vì thấy lạ, chỉ với chừng đó nguyên liệu mà người ta làm ra đủ thứ món ăn rất bắt mắt và giống như các món ăn mặn bình thường. Khi thưởng thức nó, tôi đã khám phá được thêm một nét đẹp văn hóa độc đáo trong ẩm thực Việt. Quả thật, chỉ với bột đậu xanh, đậu nành, củ sen, sáu cải, mà người đầu bếp lại có thể chế biến, sáng tạo, nào là món chả giò giòn rụm, các món gỏi tươi ngon, thậm chí cả cà ri gà hay món bò nóng sốt. Dĩ nhiên, tên gọi chỉ để tăng thêm độ hấp dẫn của món ăn. Còn thực chất, miếng đùi gà hay heo quay trông có vẻ ngon lành, đều là đậu hũ kỳ, mì can khéo léo nặn thành. Không chỉ có vẻ ngoài giống hệt các món mặn, món chay thời nay còn được chăm chút khẩu vị sao cho thật ngon lành, khoái khẩu. Chẳng hạn như món cà ri gà sền sệt, có vị thật đậm đà, béo ngậy do được pha chế với sữa đậu nành và nước cốt dừa. Còn chả giò nóng giòn được dồn bên trong bằng đậu xanh và củ sắn nên vừa ngọt vừa mát, ăn không gây ngán. Để đáp ứng khẩu vị đa dạng của các thực khách phương Tây,
Nhiều nhà hàng Việt còn có cả các món chay kiểu Tây rất lạ miệng và độc đáo. Trong số đó phải kể đến buffet tiệc chay. Nhiều người nước ngoài đã tỏ ra hết sức bất ngờ khi thưởng thức món khai vị là súp đậu hũ kim châm. Anh Brian chia sẻ trong sự ngạc nhiên tột độ. Quả thực, nó không khác gì súp cua bong bóng cá, thêm salad hạt sen, hệt như món salad kiểu Nga ở các nhà hàng buffet thông thường mà tôi đã từng ăn. Bạn biết không, dù chỉ mới nhìn qua những món chay này thôi, nhiều thực khách nước ngoài đã ngỡ ngàng, tỏ ra vô cùng khâm phục trước sự sáng tạo của người đầu bếp, bởi những thức ăn phương Tây đã được chay hóa bằng các nguyên liệu dân dã đến từ Việt Nam như hạt sen, đậu hũ. Thế mới thấy nét văn hóa truyền thống trong ẩm thực của người Việt đã được ứng dụng triệt để vào các món chay như một cách để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người đến với bạn bè quốc tế. Ngày nay, vượt ra khỏi tâm thức ăn chay trong quan niệm tôn giáo, ăn chay đã trở thành một nét văn hóa của nhiều vùng miền. Và để nói về văn hóa ăn chay thì đặc sắc nhất phải kể đến miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Sự cởi mở, hiếu khách của người miền Nam đã đi vào trong từng món chay các bạn ạ. Dù không có một truyền thống lâu đời như miền Bắc và miền Trung, nhưng văn hóa ăn chay nơi đây lại vô cùng phong phú, đa dạng. Ở thành phố Hồ Chí Minh còn có hẳn một khu phố dành cho đồ chay cơ mà. Đó chính là phố ẩm thực chay tại con hẻm 702 Hồng Bàng, phường 1, quận 11. Bạn nào đã có cơ hội thưởng thức đồ chay tại đây thì hãy chia sẻ cảm nhận xuống phía bên dưới nhé. Chưa dừng lại ở đó, việc ăn chay của người miền Nam còn tiếp thu nền văn hóa từ các dân tộc khác như Khmer, Chăm và một phần của người Trung Hoa, nên các món ăn đều mang những nét đặc trưng riêng. Sự kết hợp giữa nét truyền thống từ các vùng miền khác với một số quốc gia lân cận đã cho ra đời nền ẩm thực chay miền Nam độc đáo, thu hút hàng ngàn thực khách từ mọi nơi. Lui xuống miền Trung, bạn sẽ được khám phá kho tàng ẩm thực chay với một nét riêng, vừa truyền thống, vừa hiện đại. Nơi đây được coi là cái nôi của những phương thức chế biến mới lạ, nhằm tạo ra các món chay lạ miệng, độc đáo. Miền Trung là vùng eo của Tổ quốc, luôn phải hứng chịu không biết bao nhiêu thiên tai mỗi năm. Chính vì vậy mà người dân nơi đây rất coi trọng từng sản vật quê hương. Văn hóa ăn chay tại miền Trung thể hiện sự hài hòa giữa bản sắc món ăn cung đình nhã nhặn, kết hợp cùng phong cách đường phố. Nói đến ẩm thực chay tại miền Trung, người dân sẽ nghĩ ngay đến các nhà hàng, quán ăn của xứ Huế. Đây là một trong những cái nôi xuất xứ về ẩm thực chay ở Việt Nam. Còn đối với người dân miền Bắc, các món ăn rất được chú trọng bởi những loại gia vị khác nhau, tạo nên một nét riêng không thể lẫn vào đâu. Món chay miền Bắc luôn có sự hài hòa, tinh tế, không quá cay như món Trung hay vị ngọt của Nam Bộ. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những quán phục vụ ẩm thực chay ở trung tâm thủ đô Hà Nội hay những nơi như Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa. Song hành cùng lịch sử dân tộc, món chay cả ba miền vẫn tồn tại và phát triển cùng thời gian. Ngày nay, ăn chay đã trở thành một nét văn hóa đẹp trong ẩm thực của người Việt. Những bữa cơm chay đã xuất hiện ngày một nhiều trong những bữa cơm gia đình Việt. Tìm đến những bữa ăn chay, giờ đây đã không chỉ là thưởng thức những món ăn đặc biệt, những món ăn thanh đạm mà còn là sự trải nghiệm, là để lắng nghe những câu chuyện về Phật, về nhân quả của con người. Tránh xa những thực phẩm độc hại, những loại thịt cá không đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và của người thân. Ăn chay để bảo vệ môi trường, bảo vệ những loài sinh vật đang dần bị mai một vì con người. Đó là những điều mà có lẽ không có nét văn hóa ẩm thực nào làm được ngoài ẩm thực chay. Không biết có khán giả nào của S Việt Nam thích ăn chay không ạ? Chữ S thì cũng rất mê luôn đấy. Lâu lâu được thưởng thức một bữa cơm chay thì phải nói là ngon không cưỡng lại được. Lần nào đi ăn cơm chay là cũng ăn sạch bát luôn đấy. Bạn nào cũng từng như S rồi thì hãy cho S thấy cánh tay của các bạn nha. Nếu thấy video này thú vị thì hãy bấm like và subscribe ngày nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.